Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Luxury, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ. Tất cả những anh em đang xem cái clip này thì anh em đang bị cái chế độ lịch PE đúng không? Anh em không thể là tắt nó đi được, không thể nào đặt được đúng không? Trong cái video này mình hướng dẫn các bạn một cách cực kỳ là đơn giản. Cực kỳ là đơn giản luôn các bạn nhé. Thì các bạn tắt được, đừng quên tặng mình một like, tặng mình một subscribe các bạn nhé. Đây, có đúng các bạn bị như này không? Cài đặt chung này. Cài đặt ngày và giờ này. Rồi. Tắt nó đi là có hiện lịch PE này, các bạn tha hồ chỉnh không được. Đúng không? Tha hồ khổ chỉnh không được. Thì vì là mình bán điện thoại, hôm nay mình bán cho một cái anh con iPhone 11 Pro Max. Thì anh về anh tít lên anh tạo một cái tài khoản iCloud, nó cứ ra như thế này và anh ấy nói chung anh không thể nào làm gì được. Không thể làm gì được bởi vì khi anh tạo tài khoản iCloud ấy, anh đặt đặt sai cái năm sinh nhá, đặt sai cái năm sinh. Thế đâm ra nó bị như vậy, đặt sai cái năm sinh, tức là cái năm sinh của cái iCloud nó bị sai. Thế cho nên là bây giờ không làm, anh không làm gì nào được, mà thậm chí không tải được ứng dụng, không vào được web luôn nhá, không thể tắt được. Thế bây giờ làm nào? Bây giờ hướng dẫn mọi người nhé, cực đơn giản luôn. Thoát ra, bạn vào cài đặt cho mình nhá, thoát ra làm lại, vào cài đặt cho mình nhá, cài đặt chung cho mình này. Sau đó các bạn vào phần ngôn ngữ và vùng nhá, đấy. Sau đó các bạn tìm cái mục lịch này, nó ghi là lịch Phật giáo nhá, chạm vào và chọn cho mình cái dòng ở trên lịch Gheo La cho mình, tức là nhầm lịch thôi các bạn ạ. Đấy, quay ra nhá, vào lại cài đặt ngày và giờ. Đấy, thì ngày và giờ nó trở về mất cái lịch PE rồi đúng không? Bạn chỉ cần bật chế độ tự động lên, sau đó bạn tắt đi thì lịch chuẩn luôn đúng không? Đấy, ok, thoát ra. Các bạn có thể tải ứng dụng bình thường. Nói chung nếu các bạn tạo một cái tài khoản iCloud mà các bạn đặt nhầm ngày tháng năm sinh, nó sẽ dễ bị như vậy. Hoặc các bạn vào cái phần các bạn kiểu lần mò nghịch ấy, vào phần nghịch này các bạn đặt nghịch Phật giáo thì nó sẽ bị như vậy. Và cách đơn giản là các bạn đặt nghịch lại nghịch thôi. Đúng không? Rất đơn giản thôi, nhưng mà đối với nhiều người không biết thì cũng rất là khó khăn và rất là phức tạp luôn, rất là ức chế luôn ấy. Thì đấy anh em ạ, tắt được thành công nhá, nhớ lại like, đăng ký kênh của mình nhá. Khi nào có nhu cầu mua điện thoại cũ chính hãng giá rẻ thì vào Thanh Tú Luxury ủng hộ mình nhá. Thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.